nhiều là một cái đồi núi ấy nhỉ, nhô lên các tảng đá này. Nhìn nó hay không? Trông nó rất là hay nhá mọi người nhá. Hết mật à? Không. Ấy, tưởng là bọng nước mà không phải. Nhấc cả lên cho mọi người xem nhé. Này nhá. Nước ở đâu? Được. Đây này, cháy này. Ủa, nặng lắm mọi người ạ. Không được. Nặng lắm, lật liền đấy. Lật một cái là chết dở đấy. Bây giờ sẽ thưởng thức dần dần nhá. Từ những quả sung này nhá. Tạm lấy kéo. Này anh ơi, quả sung là cái ngon nhất đấy. Cắt. Ôi, chưa chín. Chưa chín đâu. Chưa chín đâu. Anh phải chích ra nó mới chín. Tại vì ở trong bọng nó kín. Nhưng quả sung là không, chín rồi đấy. Ăn dần. Ăn quả sung cho em xin quả. Ăn dần. Ăn dần nhé mọi người nhé, cái này nó rất là giòn. Anh kẹp đi. Đây, đưa tao cắt cho. Đấy, cắt vào xuống đây. Ui. Đây. Cắt ra, thích cái nào cắt ra cho xuống. Chín rồi nhá. Đấy. Nào, đứng vào chỗ. Nào, đứng bát đây. 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 Có quả sung này thì nấu với cả lẩu chua. Thử xem là chua không? Cái đấy siêu chua mà nhỉ. Mình phải thử xem cái nước là chua xem không. Cho muối ớt chanh này. Thế nào? Sao? Ngon không? Rồi, ngon lắm mọi người ạ. Ui, chua lắm. Nó không ngấm chua vào đấy. Chua. Chua nhưng mà chua mới ngon, cái món này phải chua mới ngon mọi người ạ. Với tất cả mọi người nhá. Đây là cái quả sung, người ta hay gọi là quả sung á. Ngon. Ngon mọi người. Đúng là nó chín kỹ á. Mình sẽ cắt nhỏ ra để nó chín kỹ nhá mọi người nhá. Ngọt ngọt lắm luôn ạ. Rất là to. Rất là ngọt luôn nhé. Thế nên bây giờ mình không cắt được nó đâu. Anh em mình sẽ ăn cái nào để cắt chén một tí từ một tí một đây. Từ từ, phải bình tĩnh. Nó to quá. Anh cắt một mẩu cái da con. Cái này ăn giòn nhất luôn. Cái phần là ngon nhất, giòn nhất đây này. Thấy chưa? Nó thì nó chưa chín hẳn đâu, nhưng mà anh em mình vừa ăn vừa đấy, vừa đợi chín nhá. À, cái phần này ui. Cái phần này nó như kiểu cái phần là phần trễ ạ. Nó giòn như kiểu trễ mọi người ạ. Không khác gì trễ luôn. Ngon lắm. Nó phải chơi cả một tô chắc là nó chín. Đấy, đúng rồi đây. Cắt dần nó ra cho nó chín hẳn hết. Đấy, nó vẫn sống, vẫn đỏ này. Là làm như khế chua. Dạ có chua đấy. Chua mới ngon. Siêu chua cấp độ khá là cao. Cái độ chua này không bao giờ ngán được nhỉ. Không ngán được, ngon. Cái này nó như kiểu cái phần này nó như kiểu sữa dày luôn này. Ui, ngon chưa? Nó bọc kỹ nó khó chín anh nhỉ, lâu chín ấy. Đây là cái phần cực kỳ ngon nhá, giòn.
Đấy, nhưng mà nó chưa chín. Mình phải cắt ra nhúng nó xuống. Cắt ra nhúng nó xuống. Ui. Ui trời. Cái phần riêng cái loại này mà ăn lẩu nhá, nó gọi là đẳng cấp, ngon hơn dạ dày cực kỳ nhiều. Đắt nhất trong các loại đấy đấy. Loại nói chung là phần nội tạng của con bò. Siêu giòn luôn. Giòn mà ăn nó không ngán. Nó giòn nó sật. Giòn ngon hơn cả trễ cơ. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức dần nhé. À, cái phần nào chín nào? Cái phần lúc nãy nhỏ nhỏ anh cắt ra đâu ạ? Nhỏ đâu? Bởi đi. Đây, anh cắt cho em đi. Cắt cho em đi. Quả sung. Cắt một quả. Đấy. Có hơi đi nuốt luôn. Ăn quả nào là dúng quả đấy. Ngon luôn. Chấm mắm, chấm muối. À. Giống quả sung này mọi người trông giống cái rể lau không mọi người? Ngọt ơi. Đấy. Chí thêm vào nước chấm nhé mọi người nhé. Cái nước của cái này nó gọi là rất là chua rồi. Siêu chua. Thế nên là không cần phải chanh nữa. Đổ, anh đổ cho em một ít chanh nữa. Cho vào ngâm gia vị luôn. Quá ăn cái nào ngâm gia vị ở đây luôn. Sẽ ớt cái phần chín rồi nhá. Cái phần lúc nãy chế trễ đâu nhỉ? Anh chỉ hai đấy á. Ừ. Phần đấy thì chắc chắn là chín rồi. Mới. Nó trôi rồi. Cái này cũng chín hết nhỉ? Chín chưa? Chắc là chín. Ừ, phải tìm cái phần chín hẳn đã. Đây. Cái đấy là chín đấy. Không, vẫn không phải. Không phải luôn à. Không, không phải. Chín được mà. Đâu gấp. Không bằng không ạ? Nào, làm đã. Ngon. Đắng không? Không đắng mới. Không đắng mới, đắng bỏ mẹ. Không mà. À, hay là mày. Không đắng. Rồi, tao ăn cái đó còn đắng, mày thử ăn cái non này. Thì mình sẽ bỏ mấy cái lá da này đi nhá. Cái non nó không đắng đâu mọi người ạ. Ăn một tí ơi, không ăn một tí rồi. Rồi, cho mau đi, ăn thử cái non. Xem nào, đắng không? Rồi. Quả nữa này, quả đu đủ đây là ớt, đây là quả hay hoa nhỉ? Hoa. Hoa xong nở thành kia đấy, nở ra xong rồi nó sẽ ra quả. Đúng vào. Đấy. Siêu đắng luôn. Mình sẽ chơi một cái cỡng. Cái cỡng rồi. Một cái cỡng này này. Cái cỡng già này mình nghĩ là sẽ không đắng đâu. Cỡng nó giòn lắm. Ui, nhìn dễ lau này. Vừa đắng vừa chua vừa cay. Cái quả sung này thì ngọt. Đấy, bóc hết đi, đúng rồi. Đây này. Cái này thì quá chín rồi. Cho mau đi thử cái này xem đắng không. Quả này chắc là đắng đấy. Đắng đấy, không đùa đâu. Rất là nguội á. Đó. Đắng hơn nhưng giòn hơn. Ừ. Đắng. Đây. Cái quả nước hoa của nó đắng hơn không ạ? Đây, nhìn cái này giống con gì ở biển nhỉ? Đây này. Hải sâm. Đây này. Con thấy con giống con gì bung nhung ở biển không mọi người? Sẽ cắt ra nhá. Ui, phật nước luôn. Ui.
châu với Việt Nam. Tuyệt vời trên từng cây số. Ôi rồi, vua của các loại gọi là nội tạng. Đấy, nếu mà dạ con của ngựa chắc ngon hơn nữa đấy. Ngựa nó chạy nhiều, dài. Bỏng. Em ăn vừa ăn một miếng bọc nhạc, đúng rồi. Đúng rồi. Rau ra bò mà. Ngon. Ngon á. Uầy, ngon. Cái này mà xào thì chắc cũng hết nấc luôn. Hôm nay em ăn lẩu siêu chua cực kỳ ngon luôn. Ăn lẩu chua thì không ngán được. Cho em một cực. Đây, cho em một cực đọc. Ăn hành thì rất kinh. Nhưng mà ngon. Chạy lấy cu côn nữa. Món này phải tiếp lửa liên tục. Bao giờ nó bốc hơi nghi ngút. Nó chủi. Đấy, nếu mà như ở trên vùng cao ấy, thì người ta hay thái ra với những cái gia vị, cái đồ khác. Nhưng mà hôm nay anh em mình là muốn thử xem là nó so với thái là nó ngon ngon hơn không nhá. Vẫn ngon. Đây, búi này toàn sung là sung nhá. Búi này toàn sung là sung, nhưng cái này là cái nó không phải nước đâu, nó như kiểu là cái ối ấy, như kiểu cái ối ấy, như kiểu cái đấy, ăn rất là ngon, tuyệt vời luôn. Đó. Ai mà chưa ăn thì thử ăn một lần xem sao, nghiện đấy, ngon, cực kỳ luôn. Cho nó có độ giòn, độ dai nhá. Tiếp lửa, tiếp lửa. Tiếp lửa cùng tìm. Cái này cho lâu lâu tí. Lâu rồi mà. Cái này từ đầu mà. Gần ừ, từ đầu em ăn rồi. Không, cái này là nhúng rồi mà. Đây, cái cọng nó đây này. Mọi người bảo cấm đủ và cái cấm già già nó có đáng không? Mình sẽ thử xem nhé. Cấm ăn giòn. Ừ. Giòn, không đắng. Giòn, không đắng. Hơi ngâm ngâm đắng, rất là ngon. Ừ. Ăn giòn, hơi ngâm ngâm đắng. Cực kỳ thích. Nhưng mà ăn cái này vẫn ngon nhất. Ăn quả sung. Phần là nhất. Đấy. Ngon nhất thì mình vẫn thấy là cái lớp vỏ bên ngoài đó, đây này, nó như kiểu cái lớp vỏ dạ dày ấy, đây này, thấy chưa? Là mình vẫn thấy nó ngon nhất vì nó giòn. Mình sẽ cắt ra nhé. Cái này cắt vừa miếng ăn nó sẽ ngon. Đó. Thấy là ngon nhá. Cắt vừa miếng. Nếu mà cái này mà ăn lẩu ấy thì cực kỳ ngon, ngon nhất trong các loại đấy luôn. Loại nội tạng của con bò luôn. Lòng với trễ với kia là không bằng đâu. Cua một món. Lòng trên điếu. Bò có lòng trên điếu à? Được. Hôm nào mình sẽ đặt một bộ lòng xay điếu ở trên mình á. Tức là mổ ra có cái người ta sẽ đem lên cho mình. Lòng xay điếu. Nó có được một tí đâu mọi người. Không. Con lợn nào có lòng xay điếu gần như là tất cả lòng nó đều ngon. Nó đều gần như cái đầu lòng luôn. Cả bộ luôn. Gần như cả bộ luôn. Đấy. Những cái bộ lòng xay điếu ấy, tiền triệu đấy. Có tiền triệu còn chưa chắc đã mua được, tại vì trong rất là nhiều con lợn nó mới có một bộ, có con có bộ lòng tội lòng xe điếu, gọi là con tốt bụng này. Thế nên là nó rất là đắt. Đấy, nó rất là đắt.
Đấy, thì cắt cho. Tỉa. Đấy. 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 Chín hết rồi. Đấy. Thì đây là nguội lắm, bằng lắm. Trời lạnh này, ngồi ăn lẩu. Ăn đấy này. Ngon. Tuyệt vời luôn. Nó quá là tuyệt vời luôn mọi người. Phải thổi cho nó nguội trong vòng bỏng lột mồm đấy. Đặc cấp luôn. Đính chính lại đây là một cái dạng con của con bò nhé mọi người nhé. Cho những ai không biết dạng con, tức là dạng con cũng là cái phần mà nó bao, cái phần bao bọc của con bê ấy, nó là cái nhau thai bò. Đấy, cái phần ở bên ngoài nữa, phần bên ngoài nữa là cái dạ con ấy. Khi người ta, những cái con bò mà người ta bán đi để xong lâu rồi, hoặc là để thế rồi mà người ta để lấy những con bò đấy nó bị thế nào, bò mẹ ấy, nó bị thế nào đấy thì người ta thịt, thì nó sẽ có cái con, có cái dạ con này. Chứ bình thường thì người ta không thịt những con bò như thế này, mọi người biết tại sao? Thì để con đẻ làm kinh tế mà, nhưng mà nó bị mà làm sao thì mới phải bán bỏ nó đi. Thì mới có cái dạng con rồi. Thế nên dạng con này không phải lúc nào có. Muốn có thì chắc đã mua được ạ. Ui, cái gì đấy? Ui. Bông nhạc, bông nhạc thế nào ấy? Thấy cái dịch dịch. Cái dịch của dạ dày nó thế nào ạ? Không, giữ giữ anh xem nào. Thịt, cái này cứng như thịt nè. À, không phải đâu, mỡ à? Mỡ. Mỡ. Cái phần mỡ mà gần như không phải mỡ. Nó là phần phiêu. Ui, cứng thế. Bây giờ. Không đợi mấy cứng lại này. Bây giờ nó săn lại này, cái da, cái phần bên ngoài của nó bây giờ thành da con thể hình. Chưa dày luôn rồi nhỉ. Cái chỗ này là chỗ dày nhất nhá. Thử cái chỗ dày nhất này nhá. Chín chưa? Chỗ này chỗ dày nhất này. Đấy, thấy chưa? Dạ dày làm gì dày bằng thế này. Dày chưa? Nhưng mà cái này nó chưa chín. Mình sẽ cho nó dày nên nó chưa chín đấy. Nó dày kinh điển. Còn một chỗ nữa dày. Mà cái lúc đầu của anh cắt ra ấy, siêu dày luôn. Đây. Phần này cũng dày này.